Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nam An nhá. Việt Nam. Ơ, Việt Nam hả ông ấy? Việt Nam à? Ừ rồi, ui rồi, may quá ông ơi. Tưởng lại gặp phải Trung Quốc rồi hết hồn. Ông gặp mấy anh Trung Quốc là ông hết thời lộn. 10 seconds later. Ô, có người đây ông ơi. Ừ, hướng NE này, hai thằng này. Sau có luôn kìa. Cẩn thận nha, nó xuống chỗ mình ấy. Trông như mình. Đúng rồi đấy, trời đấy, nó vào kho mình luôn kìa. Ô vãi. Ô, nó vào kho. Nó chiếm cái kho tôi chấm rồi. Rồi, dọc. Úi, ông vãi chết đi. Xấu không hết. Thôi rồi, thôi 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 thôi. Giọt ông ấy. Cái này chắc nhân phẩm đấy ông ạ, thôi phán thôi. Xuống cái nhà kho như này này. Ừ, thôi cũng được, nhà kho đấy thì hên xui lắm. Cái thằng kia tôi thấy sao nó như áp cao, thằng hướng 300 ấy. Tôi thấy nó rất... À, áp cao sao ấy, để tôi ra đấy tôi khám phá nó nhá. Ôi, ông số 2 chết rồi. Để tôi ra khám phá nó cho. Ờ, cứ loot đi. Hay đi ra đấy khám phá luôn, đi một thế. Mình gần bo mà. Ô, tàu này. Ô, tàu này. Ơ, con người ông ơi. Cái đầu dây cho tàu con người ông ơi. Gì đấy? Cái gì nó vừa xảy ra đấy không? Không sao cả, lỗi tí thôi. Anh em mình chơi lại, không có vấn đề gì hết. Hai thằng Trung Quốc và hai ông Việt Nam. Được. Số 1, số 4 là hai thằng Trung Quốc. Còn số 2, số 3 là hai anh em Việt Nam. Được. Come on, phá. Rồi, trận này được GG sớm rồi. GG sớm rồi. Úi dồi ôi. Nhìn là thấy là good game rồi. Well play rồi. Xuống không có súng này. Xem nhân phẩm nào. Nào, xem nhân phẩm nào. Ô, sao lại TPP? Cái gì vậy? Nope. Ừ, đúng rồi đấy. Nope. 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 What? Tôi phi thẳng qua đấy như một thằng ngu nhá. Ơ, cái kia. Tôi vừa bắn cái gì đó, ông không thấy gì nhá. Táp liên thanh đỉnh cao vũ trụ. Đây rồi. Đây rồi. Thế á, hay á. Nani? Tâm. Xong biết. Tôi coi nó mà, tôi quan sát nó mà. Ôi đây, Trung Quốc đấy không ạ? I'm Thinh Phu Tung. Thinh Phu Tung, you don't know what I mean. Ok, don't worry about that. Thằng đấy nó không hiểu, Thinh Phu Tung không hiểu. Nhiều. Nhưng mà tính ra tôi theo tôi nghĩ mấy thằng hack này nó giỏi. Phải nói là nó giỏi. Thằng hack thì tôi không nghĩ là giỏi không? Mà là cái thằng làm ra hack ấy. Thì thằng đấy giỏi. Nhưng mà nó lại dùng không đúng mục đích. Nếu mà kể mà nó về cái team mà chống hack thì lại được. Bởi vì nó hiểu rõ về cái cơ chế của game mà. Mà vấn đề là nó lại không về cái hướng đấy. Nó lại thích kiếm tiền nó kiểu kia cơ. Khổ lắm. Ý tôi nói là mấy cái thằng mà làm ra mấy cái phần mềm hack. Ừ, mấy thằng đấy thì giỏi thật, công nhận. Sử dụng hack thì nó là cái gì, cái đó hướng dẫn hết rồi. Let's go. Ok, let's go. Ông đấy biết nói mỗi let's go thôi. Anh em chú. Ok, go. You the right, I follow you. Chết rồi, thằng này nó vẫn không hiểu. Nó cho tôi lá không ạ? À được, ok. Bò ở đâu nhỉ? Tôi chưa thèm nhìn bò cơ. Tôi là bò này phải đi rồi. À được rồi. À, thằng này nó muốn tôi lái nó. Không hiểu vì sao. Nó muốn chủ động xử lý trong tình huống.
nhá. Xem nào, xem bạn chủ động thế nào nào. Để tôi chỉ bạn vào một chỗ có người nhá. Xem bạn có chủ động được không. Tôi thử phi vào chỗ này xem. Lỗi đi, lỗi đi. Lâu lắm tôi không chạy xe à. Anh em thông cảm, lâu quá tôi không đi xe máy, nó hơi lỗi tí. You have a bandit for em. I need one energy drink or painkiller. Ông có hay chơi trò này không ông ấy? Có, đâu có gì đó. Ông sinh năm bao nhiêu đấy? Nghe có vẻ cũng lớn tuổi. 90. Wow, hơn tôi luôn. Nói chung là anh em lớn tuổi này thì chơi chắc là giải trí thôi nhỉ? Ông có gia đình chưa? Chắc có rồi đúng không? Có rồi, chơi giải trí thôi. Chuẩn. Trẻ trâu. Đấy, anh em thấy không? Người lớn chơi game nó khác. Láo thật. Hay chưa? Tao phát vào nắp liền ha. Ok ông ơi. Nice. Ui thật kìa, ném lên chết luôn kìa. Thằng kia ném lên. What's up bro? Ở đâu nhỉ? Ôi đại ôi. Ui thằng này bắn kinh đấy. Thấy rồi. Thấy nhá, vừa thấy nhá. Từ bây giờ phải uống nước đã cầu cả. Uống nước thì chạy tiếp. Cái gì đó? Cái đầu xanh. Nó thấy tôi không vậy? Quẩy quẩy. Được rồi, này tao chạy mà. Đi vào trong bò cái đã. Đi chạy vòng sau khu nhà này đẹp rồi. Trừ khi nhà này có người thôi. 10 seconds later. Thôi anh em mình chắc coi phim rồi. Mẹ, thằng này chắc đụng đuổi thằng lúc nãy rồi. Ua. Anh em mình ngồi xem ở Trung Quốc nhá. Bây giờ là ngồi xem. Rồi anh em mình ngồi xem ông Trung Quốc nhá. Xem ông này chơi thế nào nào. Thôi rip. Rip 113 không ạ. Các ông thấy không? Corona mà đã chỉ điểm ấy thì chắc là đấy hack cũng chết thôi. Biết hack cái tay to luôn rồi mà chết. Thôi kệ thì bỏ đi. Bỏ. Chơi tiếp với ông này. À đây rồi. Đây rồi, để xem nào. Nghe nói là hack đấy. Xem anh bạn hack thế nào nào. Ui, nó cũng knock out nhiều chứ. Đấy, bắt đầu xem từ chỗ nó có kill nhá. Xem từ chỗ nó có kill sẽ chắc chắn hơn. Ây da. Trông có vẻ là gắt đấy. Đây là TPP. Rồi xem. Để xem thử nhá. Bây giờ mình sẽ tập trung vào phân tích cái đề bộ của thằng này bạn. Đây. Bắt đầu nào. Không, mình sẽ phải lùi lại một chút nữa. Từ cái đoạn là bắt đầu nhảy xuống đây để xem nó có liếc vị trí của địch hay không đã. Đấy, phải xem là nó có dùng những cái phần mềm hack gì nhá. Để xem thằng này dùng những phần mềm hack gì. Xem anh Trung Quốc nào. Cái lúc nói chuyện thì nó nói rất là từ tốn. Với một cái phong thái từ tốn như thế mà dùng hack thì tôi cũng thấy lạ đấy. Bởi vì những thằng hack thường rất là trẻ trâu. Mà ông này nói rất từ tốn luôn. Và lúc ông không nói. Nói chung nghe cảm giác nó cứ ngượng giống như người hack. Nếu mà là hack thì chắc là hack lần đầu. Để xem thử nhá. Không thấy check xung quanh vị trí gì cả. Đây chắc chắn là không phải người có kinh nghiệm. Người kinh nghiệm bao giờ người ta xuống người ta sẽ liếc xung quanh. Đây không hề luôn. Đây nghe thấy tiếng có người đang lên đầu mình này. Ok. Lút đồ thôi. Xem là ông này có đi bốn chân không nhá. Cứ từ từ xem bởi vì đây là TPP. Và ông này cũng để góc TPP luôn. Chứ không phải là để góc FPP bấm về để đổi góc. Đấy nên là phải xem. Rồi biết bên trái có người rồi. Ok. Vẫn loot tiếp thôi, thoải mái thôi. Có thêm M24, không lấy luôn. Nấp trong kho. Rồi, lấy M24 rồi. Cực kỳ tự tin.
ở giai đoạn đầu game này thường người ta sẽ không lấy người này. Rồi sấy này thì sấy tốt, ok, sấy này là sấy tốt. Rồi bị thằng số team 15 GTX thì nó bắn cà khịa đúng không? Nào chuẩn bị này, một này. Nào bây giờ nãy thì bắn bố, bây giờ lại đứng long quăng cả con khủng long này, chết tươi luôn con khủng long 100 máu. Ok, con khủng long đấy hình như không có mũ gì cả. Quả đấy là không trúng đầu. Không có trúng đầu không? Nếu trúng đầu thì M4 tầm này một phát là chết rồi. Rồi, tôi đang đứng ở tít bên kia kìa. Đấy, con thấy không? Namaz thì đang đứng tít bên kia. Đây, tôi sẽ đổi sang góc cao của Namaz xem Namaz đang làm gì nhá. Giờ team chỉ còn 2 người thôi. Chào Hiếu Triệu Nam nhá. Ui ôi, Namaz. Ôi. Namaz bắn không trúng bên nào trong cuối cùng kìa. Nhìn cái thằng kia nó đen đi đồng đội nó luôn. Thằng kia nó đen đi đồng đội luôn nhá, chứ không phải là tôi bắn đốc đâu. Đấy, được rồi. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với thanh niên ở Trung Quốc xem thanh niên Trung Quốc đang làm gì. Đấy, thanh niên Trung Quốc vẫn đang đi loot đồ. Tôi thì vừa đốc được một thằng ở trong nhà vệ sinh trong nhà rồi. Đấy, Namaz tiếp tục đốc thêm một người nữa là thằng China. Ok. Còn lại thằng GTX rồi, thằng GTX cũng bị Namaz đốc luôn. Đấy, Namaz có cái chip bộ kill. Và ông đồng đội này xuống có đi gạt không? Đấy, ok. Đấy. Nói chung là cái này nó chưa nói lên điều gì cả. Tôi vào trong nhà tôi confirm thêm thằng China nữa. Vậy là chỗ này thì clear đúng không? Ông anh của mình lúc nãy bảo là thằng này hack, nhưng mà thực sự là mình nhìn những cái tình huống vừa rồi thì thấy cũng không có gì là nghi vấn quá cả nhỉ. Bây giờ đến với mấy thằng khác đi xem sao. Giờ sẽ đến với mấy tình huống khác. Đây, đến tận đoạn này mới có kill tiếp nữa đến từ anh bạn 4 Liat. Nào sẽ nào. 4 Liat cơ mà, có phải Namaz đâu. Đây, nó lại đi quá rồi, sao đi anh em. Đây, đây là đoạn bắn nhau này. Tiếp tục nào. Đấy, bị cà khịa đúng không? Đây, tôi nhảy xuống này, tôi sấy vỡ mồm thằng kia luôn. Ok, thằng này quay ra trái, đấm vỡ mồm là solo player. Cấu máu rất nhanh, ông này chơi tốt. Ông này chơi tốt. Rồi, đẩy xuống luôn. Biết là nốc 3 rồi, đẩy xuống rất nhanh. Vị trí đằng cuối cùng thì không có. Ông này không phải kiểu one hack. Đấy, bắn con trượt này. Ông này không phải one hack. Bắn tốt mà. Lại nhá, xem lại nhá. Đây, phía đây. Rồi, bị bắn xuống. Cái này nó TP rất khó mà nhận xét được. Không. Nhưng mà kê tâm từ hòn đá ra. Kê tâm từ hòn đá ra không ạ? Lại phát nữa nhá. Xem có thấy vị trí của địch không này. Có thấy vị trí của địch hay không mà kê tâm từ hòn đá. Đây là TVP. Đây, đi từ đây luôn. Bắt tạm gì đi, nhìn nó dễ này. Tắt luôn tên đi. À, sao nào. Không thấy. Kê tâm ra bắn luôn. Kê tâm ra bắn luôn. Rồi, 2 kill. Không hề nhìn thấy đúng không? Biết luôn cái thằng bộ đồ khủng long này, tôi mới nghi ngờ này. Cái thằng bộ đồ khủng long này. Tay to và hack nó chỉ cách nhau một tí thôi. Và ở cái replay của con này nó không được chuẩn như CSGO. Hay là đột kích thì nó cũng SIDA như này. Replay rất khó check. Có dùng quân hack đấy. Còn thường đã dùng quân hack là sẽ phải dùng thêm emote nữa. Không ai dùng mỗi quân không. Nào xem nào, đây. Đây, thấy địch rồi. Thằng này vừa nốc tới lúc nãy thì chắc chắn là biết vị trí rồi. Nói chung là sấy cũng không phải là only đầu, sấy người. Đấy, sấy thì là sấy tốt. Ông này sấy thì tôi nhận định là tốt. Rồi, hết rồi. Nói chung là quá ít để anh em có thể check được. Cái tình huống này tôi nghĩ là flick 24 thì cái này là bình thường. Đấy, thằng dưới kia lại nó nốc out đấy. Sao nào? Thò đầu ở đây. Mày thò đầu ra này. Từ nhá, lại nhá. Xem nhá. Đây, biết ở đấy rồi. Biết không hề lộ. Không hề lộ. Từ, lại phát nữa này. Quả này là hơi cái tâm ở bên trên rồi đấy. Tâm không vào đầu đấy. Đó, lại nhá. Nào, không hề lộ vị trí là cái không hề lộ vị trí di chuyển luôn. Đấy, di tâm theo. Bắn lên trên tâm vào đầu. Vậy là đến đoạn M24 này thì nó mới lộ đấy các ông ạ. Không biết địch đấy, không biết địch ở đấy.
nó kề góc phía... À có khi là ông này nhìn thằng trên đồ đứng kia. Chứ nếu mà nó hay quân thì nó phải biết thằng dưới kia đúng không? Nó để hở cả một góc cho thằng kia bắn luôn mà. Đấy, tầm rất cao. Đấy, nhìn này, ngồi luôn trên xe nhá. Đấy, ngồi luôn trên xe luôn, không xuống luôn. Đấy, góc kia có một team kìa. Đấy, cam vào chỗ có team, có người luôn. Biết đằng sau mình có người luôn, thỉnh thoảng quay lại. Ngồi trên xe luôn là cực kỳ trí đấy. Kiểu là bố mày biết hết xung quanh rồi nhá. Bố mày biết hết rồi. Giờ chúng mày làm gì nhau? Chúng mày làm gì? Làm gì nhau? Làm gì nhau? Tao, tôi chỉ report cái trên thôi nhá. Thiếu cái gì report cái đấy thôi. Ok. Đấy, xong, report nhá. Okay. Không biết mày có thấy báo về cái thông tin là thằng này nó bị ban nick không thôi. Anh em mình cứ từ từ đợi xem mấy ngày tới tôi sẽ thông báo lại cho anh em cái trường hợp thằng này nhá. 2000 years later.